một vụ việc hy hi hữu vừa xảy ra ở tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trong quá trình vận chuyển bệnh nhân, thì một chiếc xe cấp cứu 115 đã gặp sự cố và ngay sau đó thì một chiếc xe cấp cứu khác đã được cử đến. Tuy nhiên, bệnh nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Cụ thể là vào khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 9, bệnh nhân Lê Hồng Trung, 49 tuổi, có dấu hiệu nguy cấp nên gia đình đã gọi điện gọi 115 xin xe trở lên bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên khi chuẩn bị đưa bệnh nhân đến bệnh viện thì xe không nổ được máy. Khoảng 20 phút sau, chiếc xe cấp cứu thứ hai đến đưa bệnh nhân đi bệnh viện. Tuy nhiên bệnh nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Cơ quan pháp y đã phải mổ tử thi và xác định nguyên nhân tử vong là do bệnh nhân bị xuất huyết não. Người nhà bức xúc cho rằng xe cấp cứu trục trặc là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bệnh nhân.